Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bài hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Âu Đô. Trong video hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em vào một cặp sản phẩm âm ly đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là Marantz. Và dòng này sẽ có trên mô đồ là PM 54D. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà phải nói là cực kỳ xuất sắc ở phân khúc giá rẻ nha anh em. Dòng này dòng trước Tết thì Nhật có về nguyên một lô, có bán và nó là gần hết rồi anh em à. Còn duy nhất một con này để phục vụ cho tất cả các anh em. Và hình thức con này cũng cực kỳ mới anh em à, trên 95%. Mặc dù con này được sản xuất từ năm 1986 anh em. Đây mời anh em cùng xem. Con này sẽ trang bị chúng ta đầy đủ các nút chức năng từ cơ bản đến nâng cao anh em. Đây được chỉnh là bass set, nút nguồn. Con này chơi được hệ thống là 2 cặp loa và đặc biệt thì nó có cả loa nét đã tăng âm nha anh em. Đây một yếu tố phải nói là cực kỳ tốt đối với những dòng sản phẩm mà ở phân khúc giá rẻ nha mà. Đây hình thức rất là mới nha anh em, trên 95%. Còn đây là mặt 6 dòng sản phẩm này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ với tem dòng sản phẩm nha anh em. Marantz, ô đồ là PM 54D, được sản xuất bởi Marantz Japan. Điện là 100V, công suất tiêu thụ điện là 120W. Hàng chính hãng là của Nhật Bản luôn nha anh em. Và dòng này thì công suất ra loa mà mình tham khảo trên kênh chủ thì công suất con này là 80W ở mỗi kênh anh em. Con này là 2 kênh thì tổng công suất của nó là đến tận là 160W, rất thoải mái để cho anh em đã làm phối ghép loa. Đây sản phẩm thì sẽ trang bị ra hệ thống là 8 đoạn loa nha anh em, thúng ra 1, thúng ra 2, anh em chơi cùng lúc 2 cặp nó cực kỳ tốt. Còn bên đây là cái cổng mà anh em mới tín hiệu nghe nhạc nha anh em. Phono ở trên bông đĩa thang, CD, tuner, AUX1, AUX2 để anh em chơi với điện thoại, laptop, đầu đĩa CD. Còn về nội thất ở bên trong của âm ly Marantz PM54D và nó còn cực kỳ mới đẹp trang anh em. Con này sẽ trang bị ta một tăng phô rất là lớn, cái tổng cộng là 2 cục nguồn. Và đặc biệt thì con này sẽ trang bị ta tổng cộng là 4 con sò than anh em. Và bản mặt cái dòng sản phẩm này anh em nhìn còn rất là mới, rất là đẹp, nhưng mà từng linh kiện, từng chi tiết ở bên trên. Và hàng được bán bao riêng cho anh em chơi yên tâm. Và thôi không dài dòng nữa, được vào ngay bài test âm của Marantz PM54D. Mời anh em. sách âm của Marantz PM 54D tái tạo ạ, phải nói là hết sức hoàn hảo, nhưng mà bát chép của này đánh ra phải nói là tung xối xả, nghe phải nói là rất là bay bổng, rất là hay, tuyệt vời. Và đặc biệt thì mức giá mà Nhật gửi lại cho anh em phải nói là rất là rẻ, nhưng mà chỉ với 3.500.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua, anh em hãy liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Rồi ok, xin chào tất cả anh em nha, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau.